Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và toàn thể các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu và bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Số điện thoại liên lạc của em là 0169616604. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2018 thì nhà em có về một cái lô giả hạc thân mập rất là đẹp. Giả hạc phi điệp tím ạ, thân mập rất là đẹp. Đây là hàng Bắc Lào nhé. Và ngoài ra thì em còn có một số loại mặt hàng lan rừng khác nữa. Thì em xin được giới thiệu chi tiết luôn từng cái loại mặt hàng lan rừng tới tất cả các cô chú anh chị và toàn thể các bạn. Đây là cái lô cẩm báo này. Cẩm báo hàng em bán giá là 200.000 một kg nhé. Đây là loại lan cẩm báo, cây không được to lắm ạ. Cây không to lắm và cô chú anh chị mua về được làm giống vào vườn thì sẽ được rất là nhiều. Cây không to lắm nhưng mà rất là khỏe cây ạ. Hàng ít bị dập gãy, 200.000 một kg, giá rất là rẻ nhé. Hàng cẩm báo không có nhiều đâu ạ, rất là ít có. Đây là hoàng thảo nghệ tâm. Hoàng thảo nghệ tâm, hàng đang hoa này. Cái sắc hoa rất là đẹp ạ. Giá em bán là 250.000 một kg. Thì cái chỗ hoàng thảo nghệ tâm này chắc cũng chỉ rơi vào tầm hơn 1 kg thôi, khoảng toàn bộ cái chỗ này đấy ạ. Hơn 1 kg, khoảng tầm 2 kg đổ lại nhé. 1 kg được rất là nhiều. Bên này là kiều vàng này. Kiều vàng em bán giá là cũng 200.000 một kg ạ. Hàng rất là vừa tầm ghép, cây không dài quá, rất là vừa tầm ghép nhé. Hàng về thời điểm bây giờ thì cũng vẫn còn có đang nụ ạ. Đây, cô chú anh chị cùng xem đây ạ. Đang nụ như thế này. Đấy. Đây, cái thân này thì toàn là cái thân không có lá nhưng mà vẫn có nụ nhú lên như thế này này. Đấy. Giá là 200.000 một kg. Bên này là ngọc thạch 3 màu ạ. Ngọc thạch 3 màu, đây là hàng ngọc thạch 3 màu Bắc nhá. Hàng vẫn đang nụ này. Đấy, đang nụ rất là đẹp như thế này. Giá em bán cũng là 200.000 một kg ạ. Yeah. Hàng thân rất là mập này và các mầm rất là khỏe nhá. Thích hợp cho rất là thích hợp mùa ghép này. Bên này là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì hàng quả đã qua mùa hoa rồi và hiện tại thì đang mọc chồi mới đẹp. Có những cây thì mọc hai chồi mới lên rất là khỏe như thế này. Giá em bán là 150.000 một kg nhé. Cô chú anh chị xem thấy là có những cái lá vàng. Nhưng mà đây là dòng hoàng thảo nên là những cái thân mà nó đã ra hoa thì nó sẽ rụng hết lá. 150.000 một kg. Được rất là nhiều luôn ạ. Đây là trúc Phật Bà nhé. Trúc Phật Bà, mầm gốc lên xanh đẹp. Cái mầm gốc lên rất là xanh và đẹp khỏe mạnh như thế này. Giá em bán là 450.000 một kg. 450.000 một kg trúc Phật Bà. Thì cô chú anh chị mua cái thời điểm bây giờ thì rất là thích hợp. Giá thì cực kỳ là rẻ so với lại cái thời điểm là cô chú anh chị mua mùa đông thì giá nó sẽ dao động từ 600 đến 700.000 một kg. Thì cái thời điểm bây giờ thì cũng đang là cái mùa rất là chuẩn ghép. Giá chỉ có 450.000 thôi. Màu hoa của trúc Phật Bà thì rất là đẹp và đặc biệt là nở đúng vào dịp Tết luôn nên là cũng rất là quý ạ. Mặt hoa to và rất là lâu tàn. Còn bên này em có một cái dề Vanda rất là khủng. Đây cô chú anh chị cùng xem ạ. Cực kỳ khủng luôn nhá. Dề này em bán là 500.000, 500.000 ạ. Đấy. Có cái dề để có được cái dề Vanda to như thế này thì cực kỳ hiếm đấy ạ. Hàng toàn bộ đều là lá xếp rụt như thế này nhá. Đây cô chú anh chị cùng xem này. Đó, xếp rất là đẹp nhưng mà cái ngọn này thì chắc là dài quá nên dân họ không giữ được nên bị gãy mất rồi này. Bị gãy mất ở cái đoạn này này. Đấy. Trung dề nhưng bị gãy mất nhá, nhưng mà em nghĩ là nó không sao cả. Dạ. Tại vì cái đoạn này thì nó đang có rễ đây này nên là ghép. Cứ cô chú anh chị cứ ghép lên thì nó vẫn sống bình thường nhá. Cắt ra ghép lên nó vẫn sống bình thường. Đây là một cái dề trung gốc nhá, chứ không phải hàng rời ạ. Đấy, để ghép lên buộc vào gỗ một cái là xong. Một cái dề trung gốc, gốc mà cực kỳ khủng như thế này. À,
Còn bên này là phi điệp tím này. Phi điệp tím ạ. Hàng Bắc Lào nhá, mặt hoa cực kỳ đẹp. Hôm nay có em về cái chỗ này thì toàn bộ thì đều chưa có hoa. Đang chuẩn bị nụ và chưa hoa nhá. Và mầm gốc thì đang lên. Hôm nay về em có một cái đây có một cái bông phi điệp Bắc Lào, cái màu hoa rất là đậm đẹp đấy ạ, và hương thì cực kỳ thơm. Cánh sáp luôn cô chú anh chị nhá. Đấy, có một cái cây thì nở sớm thì cái mặt bông như thế này rất là đẹp. Đấy, màu tím rất là đẹp phải không ạ? Trong cái lô này cũng có thể là có những cái khuôn bông, cũng có cây sẽ có những cái khuôn bông đẹp hơn ạ. Đây vì đây là hàng rừng mà. Hàng thì em đã chia ra theo từng phần như thế này hết ạ. Và theo các phần thì em có ở đây em có tất cả là 6 phần. Mỗi phần sẽ có giá là 1 triệu 6 nhá. 1 triệu 600 nghìn. Đấy, có 6 phần em đếm ạ. Đây, 3 phần này. Mỗi phần là 1 triệu 6 này. Các cái thân hoa thì cũng có thân dài, thân ngắn. Và thân dài nhất thì có thể lên đến 1 mét ạ. Và thân cực kỳ là mập nhá. Đây, 3 phần bên này, dưới bên này cũng có giá là 1 triệu 6 ạ. Em sẽ đếm cho các cô chú anh chị cùng xem một cái phần có giá 1 triệu 6 phi điệp tím nhé. Đây, em sẽ đếm phần này ạ. Đây có một khóm này. Khóm này thì cái mầm gốc khỏe này. Có một cái thân hoa không dài lắm này. Khóm thứ hai này có một cái thân hoa rất là dài này. Và rất là mập luôn này. Đấy. Ngắn rụt luôn nhá, rất là đẹp này. Đấy, hàng cũng đang chuẩn bị nụ ạ. Đây, đang chuẩn bị nứt nụ ra nhá. Cái thân này thì nó cũng bị gãy cái mầm gốc, nhưng mà riêng cái dòng lan hoàng thảo này thì cô chú anh chị không phải lo đâu ạ. Gãy hỏng mầm này thì nó sẽ lập tức thay thế ở mầm khác, cô chú anh chị không phải lo. Mua cái phi điệp tím cái thời điểm bây giờ nhá. Đây, khóm thứ hai này. Khóm thứ ba. Một cái thân hoa cũng khá là dài này. Đấy, khóm thứ ba này. Khóm thứ tư này. Đấy, có một mầm mọc rồi này, có một mắt mầm này đang ngủ này. Khóm thứ năm này. Có cái mầm gốc có một mầm lên rất là mập này, mập ú luôn này. Đấy, bản lá rất là dày nhá. Đẹp nhá. Khóm thứ 5, khóm thứ 6 này. Khóm thứ 7 này có 3 thân hoa. 2 3 thân hoa nhá, có một thân ngã, 2 thân ngắn và một thân khá là dài này. Đấy. Có ví dụ như cái hình này 1 triệu 6 thì có 7 khóm như thế này. Đấy, có 7 khóm như thế này ạ. Và 7 khóm thì tính ra mỗi một 7 khóm thì cũng có 7-8 thân hoa rồi đấy ạ. Hoặc là hơn. Thì giá là 1 triệu 6 thì tính ra cũng rất là rẻ. Đấy, các khóm phần còn lại thì em cũng đều bán 1 triệu 6 và các phần đều tương đương nhau nhé. Nhiều phần quá nên là em không thể nào mà đếm từng phần một. Cô chú anh chị cứ yên tâm là mỗi một phần thì em đã cân đối đều hết rồi ạ. Cân đối đều hết rồi nhá, 6 phần. Đây. Cô chú anh chị nào mà chưa có cái dòng mặt hoa phi điệp Bắc Lào hoặc là có rồi mà muốn sưu tầm thêm thì liên hệ với em. Thì em thấy là cái phi điệp thì ngày một lên giá leo thang rất là nhanh. Chóng mặt luôn đấy ạ. Còn hai phần này em có 2 phần, mỗi một phần em bán là 1 triệu 8 nhé. 2 phần mỗi phần là 1 triệu 8 ạ. Có 2 phần này thì có thân hoa rất là dài. Thân hoa, các cái thân hoa dài có thể đến 1m2 luôn ạ. Thân hoa dài đến 1m2 luôn nhé. Đây em sẽ cho cô chú anh chị cùng xem này. Cái khóm này này. Đấy. Thân hoa này rất là dài và cũng rất là mập này.
đang nhú cái vòi hoa từ cái đoạn nốt, những cái nốt bên dưới này lên rồi ạ. Đấy, hứa hẹn một cái mùa hoa cực kỳ rực rỡ nhá. Đây, cái thân này cũng rất là to này, một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa rất là to này. Cái thân này thì nhỏ hơn, ngắn hơn này, bốn thân, năm thân hoa. Đấy, có một cái thân hoa này thì bị gãy này, gãy cái phần bên trên này. Đấy, cô chú anh chị lấy về có thể muốn ngắm hoa thì ngắm, mà không muốn thì có thể cắt cái thân hoa để mà ươm ki cũng rất là tốt ạ. Đây là hình triệu tám nhé, hình dưới bên dưới này cũng thế này, hình bên dưới này cô chú anh chị cùng xem này. Đấy, thân dài miên man luôn ạ, và rất là mập nhá, đẹp luôn. Cái thân này bị gãy này, về cô chú anh chị cứ cắt ươm ki nhá. Đấy, về các cái thân 52 thì cô chú anh chị có thể cắt ra để ươm ki được rất là nhiều luôn này. Hình triệu 8 thì em cũng đã có cân đối giữa hình triệu 8 với lại hình triệu 6, chứ không phải tự dưng mà em bán hình này bằng này, hình kia bằng kia đâu ạ. Có sự cân đối hết rồi cô chú anh chị nhé. Đây, em có 3 hình, mỗi hình là 1.400.000. 3 hình mỗi hình 1.400.000 nhé. Thì đây, ví dụ hình này 1.400.000, rất là nhiều khóm này. Một khóm này, hai khóm, ba khóm ạ, bốn khóm này. Cái khóm này thân rất là dài, dài miên man luôn, 1m2 luôn. Năm khóm này, sáu khóm này, khóm này khóm thứ bảy này thì cái thân hoa bị gãy và mọc thân con mới cũng rất là khỏe này. Rồi trên này thì có mấy cái kia ở trên này nhá. Đấy, đây là một cái phần mà có giá 1.400.000, cái phần bên này cũng sẽ tương đương như vậy nhá. Sẽ tương đương như vậy này. Và cái phần bên này, đây thì có hai phần bên này thì chỉ có hai cái thân thôi. Nhưng mà cái thân thì rất là to ạ. Dạ, cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái dòng lan rất là đặc biệt như thế này thì liên hệ với em nhá. Đấy ạ. Mập rụt luôn này. Rất là to. Mập luôn, to bằng cái ngón tay cái của em luôn này. Và đốt rất là ngắn nhá. Thân này bị gãy hoa, thân hoa một chút nhưng mà em nghĩ là không sao đâu ạ. Đây, cái mầm mới mọc lên, mập ú ụ, cái bản lá tròn xoe luôn này, lá mít tròn xoe luôn ạ. Đấy, về cô chú anh chị có thể cắt lên những cái thân già 52 để đi ươm ki ạ. Đây còn rất là nhiều mắt ngủ này. Đấy, cái thân bên này cũng thế này, đây có hai thân. Cái thân bên này cũng đây ạ, rất là to rụt, to mập rụt luôn ạ. Đấy, có hai cái, riêng cái thân này nhá, có hai cái mầm con mọc lên, hai cái mầm con mọc lên mập ú ụ luôn này. Đấy, nhưng mà có một cái thân này bị gập gốc rồi nhá. Còn cái thân này thì cũng bị gập ở phần này, nhưng mà em nghĩ là nó không quan trọng, có thể vẫn chơi hoa bình thường và vẫn được có thể ươm cắt ra ươm kia hoặc là chơi hoa bình thường không sao cả nhá. Đấy, cái chỗ này cũng là 1.400.000. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái dòng cái khóm lan mập rụt rất là đặc biệt như thế này thì liên hệ với em ạ. Chỉ có hai thân thôi, hai thân hoa thôi, ba cái mầm, nhưng mà một mầm bị gãy rồi nhá. Cô chú anh chị xem kỹ ạ. Muốn sưu tầm cái dòng đặc biệt thì liên hệ với em. Em có một cái khóm này cũng mà thân cũng rất là mập này, chỉ có một thân hoa thôi nhá. Cái khóm này mà có một thân hoa và mấy thân là kèm theo này. Hình này em bán là 500.000 ạ, hình 17, 500.000. Đấy, một thân hoa rất là mập, đen chuỗi luôn. Em nghĩ là màu sắc hoa của nó chắc sẽ đậm đà lắm đấy ạ. Còn bên này này, bên này em có hai phần, mỗi phần là 1.500.000 nhá. Mỗi một phần là 1.500.000. Thì xin lỗi, là không phải 1.500.000 mà là 1.100.000. Mỗi phần 1.100.000. Thì em sẽ đếm một phần cho cô chú anh chị cùng xem này. Đây là hình số 15 và hình số 14. Mỗi phần là 100. Em đếm nhá. Một khóm này, hai khóm, ba khóm này, bốn khóm này,
5 khóm, 6 khóm, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và rất là nhiều nữa này. 13, 14 này, 15 này, 16, 17 và 18 khóm tất cả nhá. 18 khóm tất cả giá là 1.100.000. Đấy, được rất là nhiều luôn. Và em thấy là các cái cây con mới mọc lên thì cũng đẹp, đã dài hơn cả cây mẹ rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cây mẹ thì không ngắn lắm, không dài lắm, nhưng cây con thời điểm hiện tại mọc lên đã dài như thế này rồi này. Và hàng thì vẫn chưa hoa nhá, vẫn chưa hoa. Hai phần tương đương nhau, em bán giá mỗi phần là 1.100.000. Còn cái phần bên này em bán giá là 1.300.000 này, 1.300.000 nhá. Đây, 1.300.000 thì có một khóm này, một cái thân hoa khá là dài này, khóm thứ hai này bị gãy mất cái mầm này nhá, khóm thứ ba này, khóm thứ tư này cũng rất là bập, cây mẹ rất là mập này, nhưng mà cái mọc cây con rồi, nhưng mà cây con bị gãy này, nhưng mà cái mắt ngủ này đã chuẩn bị thay thế luôn rồi nhá. Thứ năm này, đấy, khóm thứ năm này có ba cái thân hoa mập, ba thân con mọc lên mập ú ụ như thế này luôn này, đấy, là 1.300.000. Để cái thời điểm bây giờ để mà gây giống thì rất là tốt luôn. Hình 13, 1.300.000. Hình 12. Hình 12 này thì em bán nó là một dề ạ. Có 3 thân non đang mọc lên rất là đẹp như thế này này. Đấy, là dòng lá mít luôn, rất là dày, và lá rất là dày luôn này. Hình này em bán là 1.250.000 nhá. 1.250.000. Cũng là dòng đốt ngắn luôn đấy ạ. Đấy. Đốt ngắn rụt rịt luôn này. Một thân hoa, hai thân hoa và ba thân hoa. Bốn thân hoa đấy ạ. 1.250.000 cái dề này. Rất là đẹp. À, hình số 12. Hình số 5. Hình số 5 này em bán là 1.000.000 này. Hình 5 1.000.000. Có một khóm này, hai khóm, ba khóm này. Khóm này thì cái mầm gốc bị hỏng hay sao ấy. Đây đây, cái mầm đấy ạ. Một khóm, hai khóm, ba khóm, bốn khóm và năm khóm này. Đấy, có năm khóm. Cái hình này em bán là 1.000.000. 1.000.000 ạ, hình 5 1.000.000. Hình 5 1.000.000 nhá. Bên này em có cái hàng thanh lý này. Hàng này, cái phần này là 1.6 kg. 1.6 kg thì em bán là 1.600.000 này. Cái dề này rất là to, có khá là nhiều thân hoa. Mắt ngủ vẫn khỏe này. Đấy. Cô chú anh chị về cắt cái thân hoa này đi để ươm ki hoặc là để ngắm hoa vẫn được nhá. Đây. Rất là rẻ. Cái chỗ này 1.600.000, cái khóm dưới này cũng rất là nhiều thân hoa này. Cái thân này mập rụt luôn này. Cô chú anh chị nào muốn gây giống ở chỗ này, liên hệ luôn với em. 1.600.000 ở chỗ này, có 3 khóm. Đây là tất cả các cái mặt là hàng lan của nhà em hôm nay nhá. Rất mong tất cả các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho hàng lan của nhà em ạ. Và hôm nay cũng là ngày 30 tháng 4, cũng là cái đợt mà nghỉ lễ của cả nước. Thì em cũng gửi lời chúc tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và ý nghĩa. Và xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn.